Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn với channel của mình đây. Đây là mình đây, Living the Gamer. Và hôm nay mình sẽ ra server thường nha bạn. Mình quay server thường đi, đúng rồi server biết. Ở ngoài server thường, xong rồi mình sẽ xài mấy cái trái và xài tất cả những kiếm nha bạn. Để coi mình có cây nào rồi. Mình đang có cây Kaido nè. Có cây Kaido các bạn ơi. Giờ mình mua cây khác mà mất cây Kaido luôn á. Có cây này vô rồi. Giờ mình thiếu cây nào ta? Cây của A Long nè. Với cây của Sabo đúng không? Tạo cây để đi mua cây của A Long thôi. Ơi, quên. Gì vậy? Đây này. À, muốn chết à. Từ từ đợi đó, từ từ mình đang đi kiếm rồi bạn ơi. Để anh bay qua đây đợi. Ý vậy? Cái bay có xíu vậy? Ê. Thôi bay có xíu rồi ghê vậy. Để phải chuyển qua khác nói bay luôn. Vậy. Rồi. Như kiếm của thằng quỷ A Long đây nè, đó. Giờ phải mua cái nào là mình phải không sao. Mua cái nào mình phải về cất nữa bạn ơi. Trời không thôi là mua để... mà mấy bạn mà không cất là mất á. Tôi nguy hiểm quá. Đây. Rồi, giờ cây của cây bi be đúng không? Cây thợ sửa ống nước nè. Đâu ở đâu bên này nè. Đâu đây nè, đây nè. Đây mình bay thẳng qua luôn nha. Chiu. Ê. Cái gì vậy? What? What the hell? Bye lại. Bye. Ơi, bay xuống nước vậy? Mình thấy cái mồi này không có. Cái mồi không có thơm rồi nha. Rồi. Bắt hồn. Tưởng bay xuống nước á. Ấy cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái mặt mình phải không? What? What the hell? Bữa hai kia. Bữa đi chứ. Rồi. Dừng. Chết. Ơi. No. Ơi. No. Chị mình thề khổ vãi luôn mấy bạn. Cái gì vậy? Rồi mua. Go. Rồi. Đẹp rồi đó. Giờ mình đã có đầy đủ tất cả những ý kiến rồi nha bạn. Gì vậy? Nhạc gì nó vậy? Thôi. Làm ơn. Bực Haki lên đó. Hình như cây nào bực Haki nó cũng giống vậy các bạn ơi. Cây nào bực Haki cũng giống vậy á. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn 5 cây thôi nha. Đây, cây đầu tiên là cây thợ sửa ống nước nè của Sabo. Cây thứ hai là cây của A Long nè. Đó. Cây thứ ba của Kaido, Bisento của Rô Trắng với Bobole là của Ener nha các bạn. Giờ mình biết có 5 cây này à. Mà cây kiếm nè, mình không có cây kiếm này, nó tính đam kiếm hay là có ai có chát cho chát quỷ không mà. Không chó. Bây giờ mình xem vô mình đánh con Smoke này nha các bạn. Đây. Gì kì vậy? Ui kì vậy? Ủa. Số kì vậy? Ủa chứ không phải là đam của kiếm thôi bạn. Ủa sao kỳ vậy ta? Mấy bạn thử nâng mắt vậy chắc đam của Demboot rồi bạn ơi. Kiếm này đam của Demboot nha. Mấy bạn thử nâng mắt Demboot đi đánh sẽ đau hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ thử cây cây của Sabo nha bạn. Ồ. 5 ngàn. Ui. Cái gì vậy? UE là gì vậy?
Đập đá. Ủa vậy thôi à? Chỉ có hai chiêu chén vậy. Rồi xì quấn à, có hai chiêu à. Tôi tán thường 50.000 nha các bạn. Tán thường 50.000 mấy, 57 sao á. Tán thường 57 á. Ờ 57 mà đùa. Bay. Chu vô đứng trước mình. Đai liền các bạn. Ôi không trúng. Rồi 5.007 luôn. Bữa vậy. Đập đá bất cười quá. Rồi từ 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 từ. Đập ơi. Đập. Đó ui. Một đống đam luôn các bạn ơi. Cái đam này nó nhảy nhảy mình không biết luôn á. Nhưng mà chắc giờ thôi đánh thường thôi các bạn. Tại mấy đam kia mình tính khó quá. Rồi bạn này đánh khổ quá vậy. Ta gọi đó là phá các bạn. Ở đó mình cũng bị vậy hoài các bạn ơi. Mình cũng bị hoài. Ủa nhớ cây này dài lắm mà. Sao giờ cây nhỏ xíu vậy. Đó bật 2 kg lên. Ở đó mình cũng bị vậy các bạn. Mới chơi bị phá phá rồi. Giờ đi phá lại. À, giờ còn dư cái gì mấy điểm này mình cho vô 160 qua đây. Đó 100 lên đây. Rồi. Ok đẹp rồi đó. Quất. Sao có 3.400 mà. Cái A-Long là yếu dữ vậy. Quay quay quay. Gì gì đây. Cũng đập giống vậy luôn. Quay 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 quay. Từ từ. Một phát đi liền chứ. Giỡn hả. Bách kiến đây. Ủa 9.000 hả. Thôi từ 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 giờ mình qua qua cái chỗ mà đảo là cái con boss cao hơn các bạn. Mình qua đảo chopper đi. Đây chopper này phải không. Ờ chopper đi. Ê sao nó bay có xíu vậy. Nó bay à. Chào mấy bạn trong server luôn nha. Chào mấy bạn trong server này nha. Đây từ từ từ. Rồi. Quýnh được luôn kìa bay. What the hell. Bựa đi chứ. Rồi qua đậm chopper nó mới trâu như vậy. Để đánh mấy con bên này nó có 2 kill quan sát khó chịu lắm. Đánh chopper đi. Rồi tắt 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 tắt. Hello. Nhảy không nhảy không nhảy. Nhảy. Nói thôi chứ ông có 2 kill quan sát các bạn. Ông có 2 kill quan sát chứ đùa. Rồi. Gì vậy. Gì vậy. Yeah. Hay bắn kìa. Sao hay mình rớt xuống cái hiệu ứng này vậy. Rớt xuống ghê vậy. Rớt xuống đỉnh này nha. Chiêu nè từ. Yeah. Còn không muốn máu luôn các bạn ơi. Mình nhìn lộn phải 9.000 nha. Cái gì. Nó không muốn máu đâu mà. Từ từ. Ở sao khổ vậy. Vậy không có chỗ kiếm. Giờ mỗi lần mua là phải trở về mua đó hả. Rồi nè không mất nhiều luôn. Rồi không 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 mất nhiều luôn mày ơi. Yếu vãi. Rồi tôi thấy cây này còn thua cây bô bê của Sabo luôn các bạn. Yếu vãi rồi. Rồi đi xét về mình lấy cây cây của đốt trắng nha các bạn. Mình lấy mấy cây mà có thể mua được chứ nha các bạn. Còn mấy cây này là có là không thể mua được nha lộn. Còn mấy cây này là mình phải hên xui ra. Hên xui rớt ra các bạn như là treo. Đó. Mấy cây này là mua sẵn nha các bạn. Đó. Rồi. Rồi. Ủa kim sinh tố nó bự thiệt luôn các bạn. Không mà trong này biết tôi làm đẹp luôn các bạn. Đúng đẹp luôn á. Nhưng mà nó không biết nó mạnh hay yếu thôi. Như cầm cái cây kia vậy các bạn. Cái gì á, trời ơi nó tròn tròn á. Rồi gì nữa vậy, rung đất vậy, ô ga vậy.
Đây. Nhiêu? 4.900. À, đang cũng to hơn một xíu rồi đó. Nè. 4.900 luôn. Rồi. Không thấy luôn. Mình lấy kiếm trong này mắt yếu luôn mấy bạn đừng có mắt kiếm của mình nha. Sai lầm á, thiệt. Trời ơi, mình xài Yuxi một trái, một trái thiên một cục tiên thạch đó nha. Một cục tiên thạch là 20.000 máu rồi. Mà cái này mình nâng tới 2.000 rồi, mình nâng quýnh có mấy ngàn rồi bạn ơi. Toàn vãi á. Toàn vãi đấy. Rồi. Mình về lấy cây của anh Pham mà. Ừ, mình đang phá mà. Gì vậy? Ở đây nhạc của anh Bi nữa bạn, cái này mới chuẩn nhạc của anh Bi nè. Cái nhạc đó là nhạc của anh Bi đó bạn. Cái nhạc của anh Bi mà lúc mới vô giới thiệu giới thiệu cái gì nha. Rồi, lấy cái bô lê. À, nhạc giới thiệu mà vô ấy tặc bị bắt các bạn. Ê! Thôi giữ được có xíu vậy. Bay. 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 Ồ, sao kỳ vậy? À, cái gì vậy? No. No. Bị gì vậy? Tôi đang giữ cái nó bị kìa. Đây. Đây là cây bô le. Đó, nó cũng giống dạng nhà mấy bạn ơi. Nhưng mà nó nhỏ hơn nha. Từ từ. Đây mình bay qua đây đã. Khổ quá vậy. Rồi. Bữa thì. Ôi ôi ôi. Đánh nó có hiệu ứng lửa luôn kìa. Đỉnh thế. Rồi. Hôm qua mình nhận nha. Rồi. Mình còn 2 triệu rồi các bạn ơi. 2 triệu lát hồi chắc mình cho mấy bạn. Ô 6.000 nè. Wow, đánh to đó nha. Đánh mấy phát chết liền luôn. Cho mấy bạn có chơi chiến quỷ nha các bạn. Rồi, gì đây, e 200. 200 đó hả. Wow. Chưa rồi. Đùa hả. Trời ơi, mắt kiếm chiêu 200. Wow, cái này là giống Ethanol á các bạn ơi. Ethanol á. Đó. Từ chiếu xa này nha. À nó nổ tại chỗ nè. Đó. Chiếu hồi nhanh vậy. Rồi. Rồi. Cái gì vậy. Chiêu R 15 giây mà các bạn. Chiêu R 15 giây mà. Chiêu đập liên tục luôn á. Ôi. Lỏ chiêu này mấy bạn ơi. Đập nè. Đập bán nhiêu đó. Đập phát 14.000 mà đập liên tục luôn á. Ôi. Đã đó nha. Đây nhưng mà đây chiêu này được chiêu R nha các bạn. Được chiêu R, nó ảo, nó đã, nó ảo đam á. Don Lemini gì? Ai có Demon Food không? Demon Food hả? Demon Food thì mình vui được một trái. À. Được vô. Rồi cây cuối cùng nha các bạn. Tứ hoàng cây đô. À, bạn này cũng mới chơi nè. Để mình cho bạn này luôn nha. Rồi. Nè. Đó. Lấy đi. Cho bạn luôn á. Cho bạn mới chơi á. Lụm đi. Cho bạn nó chậm vậy. Rồi bây giờ mình lừa bay các bạn ơi. Giờ quýnh con sự mót ke này luôn chứ bực mình nè. Vô 7.000. Ồ, vậy là cây này đam to nhất nha các bạn. Gì nữa vậy? Gì vậy? Chết liền chứ giỡn. Đùa. Đùa bay qua bắn mình nữa các bạn. Bắn mình nè. Một chùy là đai nha. Thấy cây đô chưa? Ê, bay qua bắn mình nữa kìa. Chạy. Cây. Cây. Muốn lấy bounty mình hả? Dễ gì. Đúng không? Làm sao mà dễ gì lấy được. Có ai tìm giúp tôi Kaido không chứ không? Silver này chia bao nhiêu phút mà tìm Kaido.
Vô Sanji CEO. Sanji hả? Chém 4 phát là đai. Rồi xài chiêu nha. Chiêu không thấy gì luôn. Qua wow, cũng 7.000 ngôi sao các bạn ơi. Chất lượng đấy. Chất lượng đấy. Rồi. Ủa à, hết rồi. Vậy hết rồi các bạn ơi. À, hết lại kiếm trong này rồi các bạn ơi. Đam 7.400 luôn rồi. 7.400 giống như đánh thường luôn rồi. Đam nó đều 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 các bạn ơi. Ok bố đây á. Đánh 6.000 xong rồi là chiêu tới 4.000 lần. Gây thiệt. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip mình nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn. À hẹn gặp lại các bạn ở buổi livestream. Lát hồi mình sẽ livestream nha các bạn.